Các bạn thân mến, hiện tại thì Trọng đang có mặt tại thủy điện Cửa Đạt tại Thanh Hóa. Ở đây là xuồng nhà mình luôn này anh à? À, còn một cái to hơn nhưng mà anh mang đi mất rồi đúng không? Phía bên kia là cái lồng để người họ nuôi cá đúng không anh? Đúng rồi. Này đang nuôi cá. À. Nuôi gần đủ các loại cá. Vâng. Cái hồ này thì cũng khá là rộng mọi người ạ. Đây là những cái bát quái người ta thả này. À vâng. Và bây giờ anh em mình sẽ đi cái xuồng màu xanh kia. Nước ở đây trong xanh luôn nhỉ, nhìn rất là đẹp. Cái này thì đang rất là tự nhiên. Cảm giác nước rất là sạch luôn đấy. Mát lắm mọi người ạ, ở dưới lòng hồ này này. Lên được chưa anh? Từ từ đúng không? Ngày hôm nay thì thời tiết nó hơi âm u mọi người ạ. Hy vọng là sẽ không, anh em mình sang bên kia sẽ không bị mưa. Có vẻ là cái xuồng là hơi khó nổ máy rồi. Đi nào. Xuất phát nào. Mát đây ạ. Rồi tới bờ. Hello anh nhá. Chị Sư Khánh. Chờ mãi. Rồi. Mới gặp được con rồng. Trên này xuồng có sót cái câu nào không chú? Hả? Sót cái câu nào? Khỏe không anh? Khỏe chứ. Ba tạnh cái nhá. Rồi các anh đang chuẩn bị lưới để thả lưới mọi người ạ. Thả được hai tay rồi. Thả rồi anh à? Thả được hai tay. À mình thả loanh quanh đây luôn à? Không có bể ấy. À. Chỗ này nước non đúng không? Nước lên cao quá. Ở bên kia thì mọi người cũng đang thả đầy cái kìa. Chắc là này được cá. Ủa, có nhiều mồi đây. Cái con ấy đây này. Anh ra kiểm tra lưới làm sao? À, đi kiểm tra lưới à? Mọi người nhìn thích không? Nhìn màu nước thích à? Vâng, dạ. Vâng, vâng. Nó chưa mưa to lắm mà. Vẫn. Thích nhỉ, nhìn thích thật, nhìn mọi người nhìn màu nước đây. Xanh biếc luôn. Này mà những cái hôm mà trời nắng nóng ấy mà xuống đoạn này tắm thì sao thích lắm ấy. Đây, tí ra xa kia thì các bác cũng đang thả lưới bên kia kìa. Vừa đến cái là chào đón một cơn mưa ngay. Em vừa bảo là không biết là hay là do em không có duyên với Thanh Hóa. Ấy cá chết đầy đây này nhỉ. Sao à, cái này chắc là nó bị dính lưới đúng không? Dính lưỡi gỡ không kịp nên là bị ấy. Ở đây thì mọi người thường đi bắt cá để ăn thôi hay là để bán anh? Không có người là chuyên đi lấy về bán, nhưng mà như anh em thì phải đi bắt về ăn thôi. Vâng. Bình thường ở đây mà mọi người đi bắt ấy thì thường một đêm sẽ được nhiều không anh? Đêm nhiều nhất thì cũng được hơn tạ đấy. Ui. Cá mà cá ngon bán được ấy. À, tức là cái cá mà mình chọn lọc rồi đúng không? Còn ừ. Những cái con bé thì mình không nói. Còn cá rô thì
câu thì mình anh đã câu được 20 cân rồi, cá rô người ta không ăn. Một người đi câu được 20 cân cá mọi người ạ. Tức là những cái con cá rô bé. Cá rô nó to như thế mà người ta còn không lấy cả. À. Ồ, thì chứng tỏ là rất là nhiều luôn. Nó bị say sóng hay sao nhỉ con này ấy? Con cá dọn bể to lắm đây này. Cá dọn bể. À. Trong miền Nam gọi là cá lau kiếng. Cá lau kính. Không biết hay là nó bị dính lưới của ai hay sao? Hay là nó rơi không anh? Em thử thả nhá. Em thả nhá. Ừ. Rơi mất ăn đấy. Nó còn khỏe mà. Con khỏe mà. Hay là nó bị dính lưới của ai xong họ con lấy con này họ vứt à? Con này ăn ngon đấy. Đây mọi người, Trọng vừa bắt được cái con cá dọn bể rất là to này. Thì không biết là Trọng nghĩ là con này nó bị dính lưới của người ta xong là họ không lấy sao ấy, nó bị yếu ấy. Đây này, ở đây có cái dấu vết nó bị đỏ này. Hoặc là do lý do gì đấy. Đấy, con này nó vẫn đang khỏe, đang sống luôn mọi người, rất là to nhá. Đây là thành quả đầu tiên ngày hôm nay của Trọng. Hôm nay thì có ban đầu thì tính là mọi người sẽ thả hết lưới đây xong là sẽ đi thu, nhưng mà lưới hôm nay cũng ít mọi người. Nên cả là ở cái xuồng thì nó chỉ có một cái bé nên là mọi người không đi xa ngoài kia được. Nên là bây giờ sẽ chuyển hướng. Ngày hôm nay thì Trọng cùng với anh Thành kênh Hương Rừng Phút này, với cả anh Minh, anh Khánh ở kênh Mũi Tường TV, mấy anh em đang rủ nhau đi vào rừng mọi người ạ. Nhưng mà vào tới đây thì trời lại đổ mưa. Nên là anh em đang trú tạm ở cái lán này này. Thì vừa may là phát hiện ở dưới này có một cái suối ấy. Thì các anh bảo là có thể là sẽ có cá. Nên là hiện tại mấy anh em đang tính là sẽ hoán lại cái việc đi rừng rồi xuống dưới này bắt cá thử xem là được hay không. Thì hy vọng là ngày hôm nay mấy anh em sẽ có một cái bữa gọi là no cá ở đây luôn. Bây giờ thì anh em bây giờ anh em mình đi nhở. Hình như là em thấy trời chuẩn bị chuyển nắng hay sao ấy nhở. Ở trong kia lộp đồ mà ra đây không ra đây cảm giác nó sáng hơn mà nó đỡ mưa hơn rồi. Ở đây mà mưa to là tí anh em mình đi ra cũng hơi khó, tại vì đường nó trơn đấy, đường đội. Anh Khánh đang đi ở dưới suối để kiểm tra xem là khu vực nào có thể là tắt cá được. Ở mấy cái chỗ này mà bẫy chôm thì được anh này nhỉ? Có canh rồi, có canh rồi. Đặc sản rồi. Đặc sản rồi mọi người ạ. Nhìn kìa. Đây là quả núc trác nhé, quả này ăn rất là ngon luôn. Không có rau nhỉ? Nhưng mà mọi người ăn không quen thì sẽ thấy đắng, nhưng mà ai thích ăn ấy, thì ăn thích ăn vị đắng ấy thì lại thấy rất là ngon luôn. Anh hôm bữa chị mới ra. Dính rồi. Đặc sản rừng. Nhiều lắm mọi người ạ. Kiểu nó mưa ẩm ướt ấy. Phải săn quần lên. Bắt này mọi người. Lên đấy chân này. Anh Thầy đang trèo để lấy quả núc nát mọi người. Lên được anh ơi. Đúng là người rừng có khác nhỉ, leo trèo như khỉ luôn. Cẩn thận nha. Ôi mà anh lên trên đấy cũng chả bẻ đâu, cũng phải chặt hay như nào đấy. Không có khi phải lấy cái cây cọc. Có 3 quả. Phải lấy cây cọc rồi, không thế nào. Không lên được đúng không? Không tới đúng không? Chờ lấy dao để lấy cây móc. Chờ lên trên đó là... Có cua nhỉ? À cua đá này. Là chèo núng nác à? Chèo núng nác anh ạ, bữa trưa anh em mình đấy. Cái này, anh Thầy à, thử xem cái này được không? Nhìn hai mắt lồi chứ. Ba quả này là đủ ăn rồi. Anh đừng ngồi yên nhá. Để chặt. Ui, quả này to này. Dũng xuống là gáy đấy. Nghệ ở dưới dung nhé. Không cần phải rìa ra chỗ có quả đâu mà, cái cành cũng được mà. Đến không? Đến được mà, thoải mái. Hết sức nhẹ nhàng anh Thành ạ. Rồi, gãy rồi, một quả này. Sao anh? Cứng rồi em ạ. Già rồi à? Già đó. Ui, mọi người xem một quả này, núc nang to sướng như này. Dài lắm nhưng mà
hơi tiếc công anh Thành một tí, mất công trèo lên chọc cái quả xuống nó bị già mất mọi người. Tầm này thì không ăn được rồi. Mà anh em lại tiếp tục di chuyển sang khu vực bên này mọi người ạ. Ở dưới này thì có cái suối nước cạn đấy, nhưng mà không có nhiều cá nên là anh em lại di chuyển sang bên này. Có lẽ là do Trọng là một người con sinh ra ở vùng núi, đi bắt cá bắt cua nhiều mọi người, nên là mỗi lần nhắc đến đi bắt cá Trọng rất là hào hứng luôn, rất là thích. Đây là Trọng giới thiệu mọi người một chút nhé. Đây là một loại dồi nước này. Cái này mình nấu với canh măng ăn rất là ngon. Khi mọi người đi rừng ấy thì muốn nấu canh măng thì có thể là hái cái lá này. Đây, lá của nó đây mọi người. Đây gọi là dồi nước nhé. Để rửa một lá cho ăn thử. Nó thơm mọi người, cái này thì có thể ăn sống được nhé. Ăn luôn được. Thơm lắm. Đây. Thơm thơm ngọt ngọt đó. Ăn thử xem. Nấu canh măng thơm lắm. Nó hơi ngọt ngọt nhá. Hơi ngọt ngọt mà nó thơm lắm. Ngọt ngọt. Bây giờ là mình phải ngăn lại đúng không? Ngăn lại xong mới bắt đầu là tát. Cứ xả nước ra đi đấy. Vẫn tháo được nước đúng không anh? Đây là một cái vũng nước kiểu như là nó sắp cạn rồi mọi người. Thì nó bỏ cái vũng như này này. Nước dồn hết là tập trung lại đây. Bên kia thì nó có cái nguồn xuống nhưng mà nó xuống bé thôi. Mà anh em mà không có sự chuẩn bị trước nên là chả mang cuốc hay xẻng gì cả. Bây giờ phải dùng tay với cả dao để mà bới để thoát nước thôi. May mà có cái ránh này nhỉ. Chỉ đi lên rừng thôi nhưng mà đang đi lại gặp mưa. Hiểu ốc lắm. Không ngờ luôn đâu. Ốc đắng à? Hiểu ốc đắng á. Bắt luôn. Ông đi nhọn đây anh. Ốc đắng á. Bắt đi em. Lên đấy. Không lên. Ở đá này sâu mà. Thì bắt có ăn cá hòa bình được nhỉ. Này ăn đến lúc ăn mới ngon anh ạ. Dễ quá ăn chắc không ngon. Ra ngoài chợ dễ quá đúng không? Đấy. Bỏ sức cái này mệt ăn mới sướng. Đấy, lên rồi ấy. Ngon rồi, ngon rồi. Khó thế này để anh. À, bên này nước nó xuống anh à? Bên này nước xuống anh à. Cắt để cái dòng chảy đi bên khác nó phải xuống vùng ấy. Hôm nay anh em gọi là toàn là dùng những cái công cụ thô sơ nhất để mà bắt cá. May mà ở trên cái lán kia thì còn kiếm được mấy cái xô để mà tát. Chứ là anh em mình tính lên giường thôi, ai ngờ đâu trời lại mưa. Thôi là nước lại quay xuống. Mai mà còn mượn được cuốc ấy nha. May mà có mấy bác làm trồng keo vào đây, mượn được cái cuốc. Chơi đi, để em đi đáp bên kia. Giờ tắt là cạn rồi. Cái đường chảy trên kia nó không có chảy nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bắt lươn bắt cá đúng sở trường của em rồi anh ạ. Tát này là phải nghĩ đến con to anh ạ. Trong đầu lúc nào phải nghĩ là có con to ở đây ấy. Dây mà kìa. Dây mất rồi. Có mỗi công cụ làm ăn này. Dây rồi. Đây, nó động nước đây mọi người. Đấy, chưa cạn nhá. Thế này là thấy có thơ. thấy có mồi đấy mọi người ạ. Đây kìa, nó đang bơi sang bên mình này đó.
Đó, 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 đó. Sang đây bắt luôn, khỏi phải. Thấy cá thì cũng thấy đỡ mệt hơn tí mọi người ạ. Tay nhiều đấy nhá. Đây, đây. Ui kìa, con to kìa, đây. Đó. Bơi lại đây. Chiều nay anh em có canh rồi, có mồi rồi, có mồi rồi. Ủa, anh làm dưới anh nó chui vào đây. Ô, không chui luôn kìa. Hiền nhờ. Sau khi mọi người thấy đàn cá thì bây giờ cảm thấy hào hứng hơn rất là nhiều. Cố gắng lên anh nhá, anh em mình sắp được ăn cá rồi. Thấy cá rồi đấy. Để cho mấy... bây giờ là anh em mình giao cho mấy chị em phụ nữ thực đơn. Anh em mình thì... anh em mình phụ trách mảng tắt cá với bắt cá. Nhưng mà đừng nhìn nước đằng sau nhìn là chán lắm. Tí cho anh Thành tắm vũng bùn luôn. Kỷ niệm anh em nhớ đời lắm đấy. Đi rừng kiểu này thì cũng có cái mệt nhưng mà cũng vui lắm mọi người ạ. Được cái là vào rừng là cảm giác rất là thoải mái luôn. Đó đó đó. Đó. Sướng sướng. Ủa, mọi người nghe tiếng nó chạy không? Kìa, kìa kìa. Đấy đấy đấy. Kiểu tí nữa bắt cá xong thì anh em sẽ tiếp tục là bới khu vực ở men theo hai bên này này để bắt lươn. Hy vọng là sẽ có cả lươn. Đây là anh em hy vọng thôi, còn chưa biết là có hay không. Nhưng mà hiện tại thì trưa nay chắc chắn là sẽ có món cá. Đây mọi người ơi, đây là thành quả đầu tiên của anh em sau khi hì hục tát nước, bắt được một em lươn. Con này. Vừa nói không có lươn cái là cất lên bờ, cất lên. Ô ô kìa kìa kìa. Mặc dù là nó không to lắm nhưng mà cũng rất là vui rồi. Tại vì đây là thành quả đầu tiên mà. Không tát. Nó ở trong này ấy nhỉ? Tát thôi. Nó trong này lúc nó to hỏi cái đuôi ra đây này. Lấy canh đi cái này. Ở trong cái cốc này này. Lật xác, lật xác, lật xác. Nhổ được mà. Thì đâu anh nhổ ra. Nhổ đi anh Thành. Cố gắng nào. Ây da. Lên 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 lươn lươn lươn. Ui giời ơi, bên này. Bên nó chạy kìa. Đừng đừng. Đang còn ở trong này này. Thế em lại lật xác bên em. Lật xác đi, lật xác đi. Vứt hẳn cái bụi này lên đấy nhỉ. Đúng rồi. Đang còn ở trong này này. Đây, 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 thì ra là mày đây à. Thì ra là mày đây à. Bé nhỉ? Con này. Dây điện rồi. Nó, toàn con bé tầm này. Hai con rồi nhỉ? Hai con rồi. Một con cho một kia. Con đâu? Cho vào túi này. Cho vào túi rồi. Này, cho vào túi chắc ăn nhá. Bây giờ là cái thời điểm mà anh em mong chờ nhất này. Đấy đấy đấy. Bắt đi, bắt đi. Thì cái nó giúp bùn mất nhá. Đâu rồi con kia rồi. Ui nhiều ốc lắm. Đây này, cá đang trốn này. Cái này của em. Cái này của em. Bắt được có cho nó giấy. Đây. Xuống chưa? Béo chưa? Đây, nhìn xuống nhá. Thành quả rồi nhỉ? Có rồi. Tát nửa ngay chơi. Mọi người nhìn xuống chưa đây? Một ổ đấy, bắt đi. Cá rô mọi người, cá rô béo lắm. Ốc thì ở đây rất là nhiều nhá. Đây 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 của em, của em. Của em, của em. Bắt đi. Xuống chưa? Béo chưa này? Ui ôi. Đây các bác ơi. Nhìn xuống nhá. Béo lắm. Con này ăn cả pia. Thôi đi, đưa đi, bắt con khác đi. Đang còn rất là nhiều luôn. Đây đây. Rồi. Hai con nữa này. Cho anh hai con làm giống đi. Đây mọi người ạ. Làm giống khi to đó. Còn nào? Chỗ này còn đúng không anh? Kỳ không có xuống mức chân nó đấy. Ở phút cái đấy ra. Từ từ ra không nhiều gai lắm. Mà nhiều mà đâu hết rồi nhỉ? Chưa tới đoạn đấy anh ạ. Bây giờ mới gọi là khai vị thôi. Muốn nhanh cứ phải từ từ. Bắt con to chứ gì? Ô, con nào cũng bắt chứ? Nhỏ thì không cần làm thịt. Đây. Đấy một con. Đấy. Con đấy nhảy tốt rồi. Ở đây có con cá chê chạy đâu rồi? Đây con. Ui đây, con to này. Ui con bắt rồi. Đâu, con này cá rô.
toàn rô thôi nhỉ? Toàn rô đấy. Ăn cả con này nhá. Ăn đi. Ăn cá đấy con mà. Hết cá mình lại kiếm lươn chứ. Cá đấy gọi là cá lòng tôm. Tôm. Cẩn thận gai nhá, nhiều gai lắm. Ở đây nhiều cá bé lắm. Nói chung là hai anh em với anh mình bắt thế này thì cũng biết là anh Khánh và anh Thành ngứa tay lắm rồi, nhưng mà phải chịu thôi. Phải chịu thôi. Được tát hay không được bắt. Đây là cái thời điểm mà anh em gọi là mong chờ nhất cả buổi sáng hôm nay luôn. Có khi phải dùng dao anh ạ, anh mình ạ. Để ấy bớt cái này đi để bắt thôi. Anh em xem thằng này nó có lươn không. Bây giờ nằm im đấy. Chui bùn hết rồi. Úi giời. Đấy. Thì ra là mày đây à. Trốn kỹ nhà. Đây. Ui, anh sợ đấy. Chưa bắt được con nào. Ôi. Này. À, được một con rồi. Ờ. À, hai con luôn chứ. Của anh to thế nhỉ. Đó. Chúng đang với tên cánh cỏi đấy. Đây, cá bé đang rất là nhiều mọi người. Tôm thì cũng rất là nhiều luôn. Sang bên em ấy. Sang bên này đúng không anh? Để em cắt ly bên này. Con này không vào bờ. Từ nhá, cá đi. Ô, con cá gì chỗ đây này. Trong này đó. Con cá thì to mức chân đây này. Đây à? Ở đấy, dưới đấy đó. Đây nó ra ngoài mất rồi. Đó. Lươn này. Con lươn này. Thấy nó dài này. Có. Phải lươn thôi. Mà. Không có con bé của nó rồi. Không có đâu. Bây giờ nó sang bên này rồi. Mất hàng rồi. Ủa đây, hàng nó bên đây mà. Không, nó sang đây. Đi sang bên này. Bù trong đúng không? Mình mất rồi sao này đi. Không có cái gì đào được con này. Dùng dao đào nốt. Con này là khó ăn đấy. Ừ, cái con của nó ra đầy. Con ra như là em. U đây đây, nhiều thôi. Con bé này. Mọi trong này này. Đúng rồi này. U đây. Theo đường này đi đã. Cái bên này này. Con bé đang rất là nhiều. Lươn bé. À. Có con bé thì xem có con mẹ. Hàng bên em mà, đây này. Táo đấy. Anh gì nãy thấy nó nhảy mà. Lắc láo leo rồi. Rồi làm bên trước nó đi. Cá này ăn ngon này. Mới được 2 con lươn thôi, phải kiếm đến 5 con chứ. Dạ, con này to này. Tính ra là cái này nó phải nhiều lươn mới đúng. Nhưng mà chắc là nhiều bé nà có nó ăn hết. Đâu bé nà đâu rồi. Bên này bên kia đang còn 2 con ở đó ạ. Cái này toàn đá thôi, không bơi được đâu. Hết hy vọng được ăn lươn rồi. Chắc mấy bé nà kia sơi trước mình rồi. Chế biến thôi. Không đủ sức mà bắt lươn, bơi lươn nữa rồi. Như là được 10 con cá sao, bằng bàn tay. Nói chung là con lươn thoải mái ăn. Đây này. Đúng rồi. Chút nữa lên hái thêm ít măng nữa. Đấy. Tầm này có khi là không cần măng nó cũng đủ ăn rồi anh ạ. Trọng mặt tươi tươi nó sáng rồi. Đây là thêm món bữa trưa nay của mấy anh em. Làm trên hay làm dưới anh? Trên đi em ơi, trên thì nó ngon. Trên này nhá. Làm 2 chùm nhá. Một chùm thôi. Làm chùm dưới đấy, mình ăn hết mình lại ra lấy. Ây da. Bà vá này, họ bảo là làm muối sổ nó ngon lắm này. Con này chấm muối mì tôm là nhất luôn này. Nhất luôn. Ôi chùm này ngon. Rồi làm chùm này đủ ăn rồi. Thêm món. Anh mình đang rửa cá. Ngày hôm nay thì mấy anh em sẽ làm món cá nướng. Mấy con to cho vào nướng mọi người. Còn mấy con bé thì chắc là cho vào nồi thì nấu chuối. Cá bé với cả cua, lươn. Cho vào nấu chuối thôi. Thank you.
gói mô vịt. Ngon đấy nhỉ. Bữa trưa của mấy anh em mình đây. Anh Minh anh lại đang chuẩn bị làm cái món gì đây? Cái này gọi là món gì anh? Pho. Tức là mình sẽ bỏ cái món nó với cùng với cây chuối đúng không? Bỏ đi. Xong là chuyển sang cho vào lá sung này, lá vả để cuốn đúng không? Hành, hạt dồi, muối, ớt, đầy đủ. Vùi cho. Cuốn lại xong nướng vùi cho. Tầm có khoảng 3 cân cá nữa đấy. Đúng kiểu nướng truyền thống. Bốc thơm này đấy. Vào một con cá to, hình như con này anh bắt được này. Chắc là dứa. Uống nó chảy nước rồi anh ơi, còn tí gia vị chảy hết. Đúng. Còn nước cất đấy. Đốt một cái là ấy luôn đấy. Cái này phải cho mấy lớp cho anh nhỉ? Để cho nó làm giống kiểu ho pho dân tộc Thái mình ấy nhỉ? Đúng rồi. Tết bọn anh hay làm này á chồng ạ. À. Nhưng mà thiếu gia vị. Tết nó pho là phải có chuối xíu thôi. Hoa chuối hoặc là cây chuối. Cho 3-4 lớp lá vào cho không cháy không kịp chín cá. Giống kiểu rượu quý ấy, vui. Lớp lá vả dày lắm. Cá này 10 phút rồi là chín rồi. Không em để đẩy lại nó đâu có chết được. Vậy bây giờ thì anh em chỉ chờ mỗi món này thôi. Ra lò món này là mọi người sẽ vào mâm. Em thấy mùi thơm rồi anh ạ. Anh cũng thấy thơm nhưng mà tranh thủ phải canh cái này. Nếu mà cháy một cái là hỏng. Nói thật mọi người chứ nướng kiểu này rất là thơm luôn đấy. Lá sung hoặc là mình cuốn lá chuối hoặc lá rong gì đấy, mình nướng kiểu này nó thơm. Nó thơm với cái mùi khoái của cái lá ấy mà. Ôi ngon thế. Ngon không? Chảy nước miếng rồi đấy, để anh gửi giúp đi. Để anh gửi đi. Thằng Khánh chảy hết nước giải rồi kia. Thơm. Đúng là không uổng công. Rồi, phải cúng cho các cụ trước để các cụ phù hộ nào, anh em nào. Thêm tí cá đây nha. Thêm tí cá đi. Bỏ một cái lá. Cho cụ ăn con cá này. Đây là Khánh cho nha các cụ nhé. Đây, lá to này này. Em hiểu không? Là mình còn ăn lộc của các cụ nha. Để các cụ mời đây. Ôi ôi, chén này gọi là... Hai anh em chung một chén nhá. Em mời anh trước đi, mời các anh trước đi. À rồi nha. Vậy em ít tuổi hơn, em dùng sau. Vậy anh xin phép qua mặt trước nha. Dạ vâng. Xin mời tất cả mọi người dùng trưa với là mấy anh em nhé. Tầm này là cũng hơn 1 giờ chiều mọi người ạ. Không phải là bữa trưa. Tay lắm. Vâng, em cảm ơn. Em với anh Thành nhá. Ok. Anh em ở đây có hai cái chén nên là phải đổi nhau. Ôi chén anh to thế. Mời tất cả mọi người nhá. Mời tất cả mọi người nhá. Từ bữa anh ạ. Không phải như rượu hôm qua đâu. Xả ngon. Anh em mình lên đi nhá. Rượu đắng quá. Nhìn món. Cái món này là phải cuốn cùng với lá sung này, lá rừng này ăn mới sướng mọi người ạ. Em biết chọn lá chứ nhỉ? U lá này mới ngon lắm. Non. Nhưng mà em thích có một tí mùi lá lốt vào ấy, ăn nó mới ngon. Có đắng đủ. Thơm quá. Thử món pho trước nha. Rồi, em mời tất cả mọi người. Chấm mùi ăn. Thế nào anh? Thơm lắm em ạ. Mời mọi người nhá. Úi giời ơi, con cá này. Béo thế. Ngon đúng không? Nó có cái mùi hạt dổi này, nó rất là thơm. Cần chấm không? Chấm anh. Chấm một tí nó cũng ngon hơn. Mời mọi người nhá. Ngon đấy. Nhá được cả xương. Nói thật mọi người tầm này là đói lắm rồi. Bây giờ là công sức mình bỏ ra nên là ăn cảm giác nó sướng lắm mọi người ạ. Nó không như là mình ra chợ mình mua đâu. Tầm này ra chợ chắc là bỏ tầm mấy chục nghìn, 100 nghìn là được tầm này cá rồi. Như kiểu tiền mình làm ra ấy. Đấy, nhưng mình mà thấy ngon. Công sức mình không? Bỏ ra nên là sướng lắm. Ôi, anh ơi dùng đi. Dùng anh ơi. Bao nhiêu nước. Tát cho cạn luôn. Phải dùng hai tay để vẫn đang còn run tay. Đồ ấy. Anh em hôm nay ăn vã thôi chứ không có cơm, không có gì đâu. Nhưng mà tại tính đi rừng ấy. Tính lên trên trời, trên rừng là có cơm, nước sẵn. Nhưng mà trời lại mưa xong rồi mình không lên được. Món cá nướng này nhỉ? Nhiều vắt. Dùng đây nhá. Em thử chưa? Đây, em thử nha. Cá nướng này mọi người ơi, thơm lắm. À cha cha. À, khui nhá. Khui. Đang còn nóng hổi. Nóng hổi đây. Ôi. Chấm. Chấm luôn. Ăn bốc mới ngon.
Còn này em ăn cả xương thôi nhá. Ừ, giòn nhá. Ừ. Đấy, ăn luôn cái này mọi người ạ. Cái này gọi là ăn thay cơm nhá. Chấm luôn không phải. Chấm luôn. Cắt cơm của nó. Gia vị này đúng là chấm mọi thứ luôn. Cái gì chấm được. Đúng là mỗi bài sao có khác. Sao bắn nước ra thế? Trong có nước mà. Ừ. Một đống nước luôn. Nước nhiều nước nhỉ. Chuẩn bị nó chín nó dăm mật đây. Đúng rồi. Cái này ăn vào được. Nó không chát đâu nhá. Nó không chát đâu, ăn ngon lắm. Kiếm mấy cái quả này là chống đói ấy. Ví dụ như đói. Úi xời, giòn thế. Làm bốp 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 ấy. Khánh làm quả đi. Em làm quả này trước, chưa hết run tay mà. Tanh thế này thì ăn cái món này trước thì không nó tanh này, cái món trong cái lá này. Xem con lươn nhé. Con lươn này phải cắt 2, 4, 6, cắt 6 người. Hai con mà. Thôi nhưng mà lấy một nửa đi. À, quả này sướng rồi. Bảo là chơi 6 lại ăn một nửa. Xin phép nha. Nghe hơi lộn rồi đấy. Nghe hơi lộn rồi. Sao nó còn cựa thế? Nó còn đồng đậy đây nhỉ? Ăn cái lá này mới ngon này. Tại nguyện rồi, được nửa con này. Thôi ăn ăn cái lá đó mới ngon. Tại nước cá ra hết. Lá phò. À? Ừ. Đồ. Rồi. Chấm ít nước em ơi, xong cho ít muối vào. Chấm nước ở đây này. Chấm nước này đúng không? Con tôm nữa. Thêm ít nước này đúng không? Thêm một con tôm nữa. Rồi, rồi. Chấm đây. Ủa mặt quá. Tí nó cay ăn mới ngon. Phê quá. Ngon. À, thêm tí lá đu đủ đắng đắng rồi. Đắng đắng không nào nữa. Uống rượu đi mình. Anh không uống à? Không chưa ăn đi. Anh uống một tí nữa nó say mất không quay. Đúng rồi, tầm này ăn cái gì thấy ngon mọi người ạ. Nó đói rồi. Chồng này. Dạ. Cho đỡ tanh nữa. Dạ. Mời mọi người nhá. Mời. Anh Thành mời đi. À. Ui, gió thổi nồng nồng, rất mát. Cộng thêm khói đấy, này. Tầm này nắng rồi này. Ui, anh Khánh anh cho mình cái miếng gọi là nhiều thịt lắm mọi người ạ. Đây, mọi người xem thịt này. Sắc lắm nha. Đấy, ngon chưa? Rô mà trên suối ấy. Xương này vẫn dùng được nhưng mà để tạm đó, để lấy cái thịt này để cuốn cuốn lá đó. Mấy mày tí thiếu mới ăn xương. Không, xương dùng anh ạ, không bỏ được. Không bỏ. Anh xin cái mặt nạ. Đấy. Vâng, anh toàn, nó toàn xương không mà, toàn xương thôi. Ok anh, cuốn nhá. Vâng, anh dùng đi. Ăn xương thôi. Anh xin đó, toàn xương thôi. Đấy, cuốn phải nhiều lá này ăn mới sướng. Đấy. Thêm ít lá đủ đủ chưa? Lá bát bát à? Cuốn lá rừng này ăn ngon mọi người ạ. Cuốn lá sùng. Cái này mà có cái lá chua chua nữa thì ngon. Chóng à. Có lá chua đó. Thì cái cay nó ăn cho nó sướng. Mời mọi người nhá. Đấy nước miếng. Đúng, ăn cái gì trên rừng cũng vẫn ngon đúng không? Kể cả cá khô. Làm luôn. Lá đu đủ ăn nó sướng. Thế mới là gọi là ăn chứ. Ăn phải ăn phải sướng. Được. Ui dồi ôi. Phải ngập mồm thì mới ngon này. Triệu hồi Thánh đu đủ Hòa Bình. Chả đắng đâu mà. Bình thường mà. Tại nó ở trên rừng tự nhiên ấy. Không, phải ăn như vậy thì ăn nó mới cũng mới đá lên cái mồm được. Chứ không ăn cứ... Ăn thì mới sướng. Đấy. Nhưng mà thấy em ăn anh một thèm. Nói chung là trọng đi dùng nhiều mọi người, nên là ăn mọi người ăn được cái gì là mình ăn được cái đấy. Giòn, đúng là quá giòn luôn này. Như cả muối sốt. Không đắng đâu nhỉ. Ngọt. Cho anh tàu nào. Anh được lá đu đủ ngọt. Quảng cáo không đắng. Bắt trước, thấy ngon quá. Nhưng mà Khánh không ăn mặt nạ cho anh xin đi. Em chưa nói mà anh. Mời tất cả mọi người nhá. Chưa mài răng chồng ạ. Nhiều nước đấy nhở. Không, cái nước đấy nó ở trong quả ra đấy chứ không phải nó chảy ngoài vào đâu chồng ạ. Đúng rồi. Ngon quả ớt nữa. Đây phần xương này. Bây giờ mới đến lúc mình dùng phần xương này. Đấy. Mọi người ăn cá chắc là bỏ phần này nhưng mà anh em mình đi rừng thì dùng hết. Sao anh lại lấy xương của em ở? Anh lấy cá thôi. Nhường thịt cho anh rồi mà anh ăn cả. Anh Thành đúng là vừa mới nhường cho anh một con rồi. Phạt một chén.
Mọi người có lẽ là Trọng cũng xin tạm dừng clip tại đây thôi. Thì chiều nay là nếu mà trời tạnh mà nắng lên ấy, thì anh em mình sẽ thu xếp rồi tiếp tục là hành trình đi vào rừng. Mọi người nhớ đăng ký kênh của mình và ấn vào chuông thông báo để nhận được cái video mới nhất của mình nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã dành thời gian theo dõi video của mình. Xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mọi người nhé.